xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ngọc Đan Khiếm Thị Vlog. Hôm nay em sẽ làm một cái món ăn là đó là làm nuôi xào thịt nhé cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em vào bếp để mình đi làm nuôi để mình xào thịt nhé. Đây là hành và thịt nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái món là nuôi xào thịt heo nhé cả nhà, thịt nạc đó nha. Đó. Mình sẽ ướp lại với sa tớ rồi vào cho chiều mình xào cho nó thơm nha. Đó. Lỡ ăn mướp không lỡ? Mướp. Đạp sự phí mình có tôi đúng không? Đạp sự phí mướp ấy. Đó. Đây bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ớt nha. Hành rồi đầy đủ rồi. Hành đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn bỏ tiêu và sa tế và các gia vị vào nha. Đạp sự phí. Rồi đây là nuôi nha. Đây là nuôi nhé cả nha. Đó còn đây là thịt. Mình sẽ làm một món là nuôi xào thịt nha. Đó. Rồi. Bây giờ cho một chí bột ngọt nha. Sa tớ mình bỏ vào rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ một ít tiêu. Thêm một cái này. Đây nữa. Bây giờ bỏ vào một cái muối nha, để nó im nha. Bỏ rồi. Hai muỗng muối nha. Rồi, bỏ thêm chút sa tớ vô nha. Bỏ đường không? Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tí đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ chi đường. Đó. Rồi bây giờ đợi đó khoảng từ 2 đến 5 phút nha. Bây giờ mình trộn lên. Đó bây giờ mình xóc lên cho nó đều nha. Đều gia vị rồi bắt đầu mình sẽ đi xào nuôi. Wow, rồi đem luộc nuôi nữa nha. Chắc thì rồi bây giờ mình sẽ luộc nuôi. Luộc cho nó mềm mới nuôi rồi bắt đầu mình xào nha. Rồi bây giờ chớ nuôi vào. Bây giờ đợi cho nó sâu, nước sâu rồi bắt đầu mình sẽ thả nuôi vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nuôi vào. Đó, tự nuôi nhé cả nhà. Rồi, bây giờ mình luộc sơ thôi nhé. Bây giờ mình luộc cho nuôi nó mềm. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi xào. Đó. Luộc khoảng 2 đến 5 phút thôi. Mình luộc mình coi cảm thấy cái nuôi nó mềm rồi bắt đầu mình sẽ thôi nha. Rồi bây giờ nồi nuôi của mình đã sôi rồi cả nha. Bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ bớt nha. Nó sôi thì đỡ cho nó sôi còn thêm thêm nhé cả nha, cho nó mềm nó còn cứng quá. Rồi bây giờ đã chín rồi, bây giờ mình sẽ tha xa nước lạnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ xa nước lạnh nha. Đó.
mình sẽ chất nước ra hết. Đây. Rất là mềm nha cả nhà, mình cứ mình xả nước ra cho nó ấy nha. Khỏi bị nó khỏi dính nha. Đó, rồi xong. Bây giờ đi xay dệt, mình sẽ bắt đầu xào nuôi nha cả nhà. Cho một tí dầu. Đó. Có khử hành không mày? Giảm nước à. Bây giờ mình sẽ bật bật lửa lên cho nó chảo dầu nó nóng nha. Bật lên cho chảo dầu nó nóng rồi bắt đầu mình sẽ bỏ nuôi vào. Đó. Chảo nó nóng rồi. Bây giờ mình bỏ thịt vào trước nha. Đây là hành. Bây giờ bỏ thịt vào. Tí nữa mình mới sẽ bỏ chờ thịt heo nó săn rồi mình mới bỏ nuôi vào nhé. Thịt heo nó chín rồi mình sẽ bỏ nuôi vào. Nuôi mình luộc rồi là mình sẽ hả? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một tí bột ngọt vào nha. Bây giờ thịt chín rồi mình sẽ bỏ nuôi vào nha. Đó. Vậy mới là xong nha. Bây giờ sẽ sóc lên nha. Nóng hơi nhiều. Cách xào này thì rất đơn giản mà dễ làm nha cả nhà. Rất là thơm. Mình có xào thêm chút rau cần nữa nhé cả nhà. Mình phải bỏ rau cần vào nữa. Đây bỏ thêm chút. Chút nữa mình sẽ bỏ rau cần vào. Đấy. Cái rau cần thì mình bỏ chút nôm nữa mình sẽ bỏ chứ mình không bỏ sớm nhé. Mình bây giờ mình xào miết cho nó thấm nuôi rồi đổng mình mới bỏ rau cần. Giờ bắt đầu rồi, thấm rồi, chín rồi. Bây giờ mình chóc miếc lên cho nó ấy nha, yêu nha. Bây giờ bỏ rau vào. Đó, bây giờ mình cho thêm rau cần vào. Trộn lên cho nó liu. Rồi bây giờ mình sẽ
xào chăm rau nó chín nhé cả nha. Gọi là nuôi xào thịt heo nha. Nuôi xào cần quá thịt heo nha. Đó. Rất là ngon cả nha. Hôm nay mẹ nấu món này rất là tuyệt vời. Nghe mùi biết tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ chín rồi nhé cả nha. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha. Trộn vài lần rồi mình sẽ nhắc xuống. Rồi bây giờ mình nhắc xuống. Nhắc xuống đi. Rồi. Rất hấp dẫn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra nhé cả nha. Đó. Múc nuôi ra. Hơi nó quay ra thành một cái camera nó tối như cái mưa như cả nha. Rồi giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với em món này nha. Đây là nuôi và còn cái này là rau sống nha. Mình ăn cùng với rau sống và chua chát. Mình ăn với nuôi xào này. Đó, rất là tuyệt vời nha. Bữa ăn đơn giản của nhà Ngọc Đan nha. Mình... Chị. Đó. Rất là ok. Chủ yếu là món này. Wow. Mời cả nhà cùng thưởng thức món này với em nha. Đây là rau sống rồi. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các anh chị mình video lần sau nha. Các anh chị thấy hay cho em một like và một subscribe nha. Rồi, bye bye.